hiện huyện Trúc Lâm, Bạch Mã, thuộc xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế nha mọi người. Được khởi công xây dựng vào mùa đông năm Đinh Hợi năm 2007, tới năm Kỷ Sửu 2009 công trình mới được hoàn thành. Tổng tượng cầu là 25,5 m, gần 800 mét khối đá, nặng là 1.500 tấn nha mọi người. Tòa kim con và thân Phật được làm bằng đá hoa cương màu vàng, có chứa nhiều hầm lượng thạch anh. Khai thác là từ ở tỉnh Phan Thiết nha mọi người. Riêng cái bàn tay làm bằng đá granite của địa phương. Phần đế dưới làm bằng bê tông cốt thép, uy nghiêm sừng sững trên một ốc đảo, cây cấu xung xê giữa hồ tỉnh giáp của xứ Trùi. Thank you.
thủy lợi của Thừa Thiên Huế đâu nè. À, mình xuống. À, nước trong veo luôn rồi nha. Mình đi xuống. Đây đi xuống bậc cấp này. Được. Vô đây. 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 Đi xuống xuống này. Đây. Đó đi mà. Nhưng mà mình tham quan tượng Phật chứ không có vô chùa. À. Do dịch Covid á, à, không đi vô. Tham quan đó thôi. Rồi rồi rồi, để con qua luôn đây. Đi bộ quá hả? Đi ngon quá à? Đi qua em. Đây. Bây giờ mình sẽ lấy này. Anh. Có nghĩa là mình mở bánh đòn là liên tục phải không? Liên tục. Nhưng mà hiện tại là do dịch Covid nên không lên chùa được. Đây. Đầu bánh đòn á anh. Đây là chuyến quanh hồ này là 300 ngàn. Chở tới cái cầu đó với lại đi đâu nữa anh? Chở về lạ. Rồi rồi, qua về. Qua về, ok. Rồi để mẫu phô luôn nha. Đó đó, mọi người ai phải mang. Kéo đây sữa. Lớn lên mở YouTube của đây á, gọi là Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã. Lui xuống đây cô. Nước trong veo luôn. Ngồi xuống. Nước trong veo luôn. Bây giờ mình đang vô bánh để lên tượng đây mọi người. Đấy. Đấy. À, phía sau mình là giống như một cái đổ đó, có một cái tượng Phật. Bây giờ mình sẽ lên đó, mình bay phải lên coi mọi người xem coi. Nói chung vì đam mê đó, mình sẽ đi quay cảnh đẹp cho mọi người xem. Đây là chùa Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã Huế. Trong veo luôn. Thì biển cuối cùng trên thế giới. Này. Nhìn đi. Lúc mình đi vô ngõ mua anh này. Rồi rồi rồi. Lúc là chờ cái tàu đi ra là mình vô đó. Trong veo luôn. À đi đây. Rồi, măng chài sửa cái chân lại cho mẹ cái con. Đường lên núi nha mọi người. Sửa chân lại. Sửa dài lại không phải. Chiếc nọ chiếc kia đâu kìa. Chiếc dược. Chim. Có một cái đường màu để mình đi lay. Anh ơi, chưa chỉnh hoạt động cùng thôi. Con ơi lên thì biết rồi, em biết rồi. Mới lên nước cao mọi người. Tới rồi, tới rồi. Tượng Phật bằng đá cầm bông trang. Quá đẹp. Thank you.
À, mình đi từ phía sau lên. Đó, tất cả các nơi tượng Phật thì nên đi phía sau chứ không nên đi phía trước. Và mình đi đến nơi chùa chiền á là giữ tâm thanh tịnh này, không gây ồn ào và không nói chuyện thị phi nghe, không chê sáo tốt mọi người nghe. Nói chung là nơi cửa Phật là từ bi. Đây, đứng lên đài sang này. Đó. Được khởi công xây dựng vào mùa đông năm Đinh Hợi năm 2007. Tới năm Kỷ Sửu 2009 á, công trình mới được hoàn thành. Tôn tượng cô là 25,5 m, gần 800 m khối đá, nặng là 1,500 tấn nha mọi người. Đây cũng là một địa điểm tham quan tâm linh Phật giáo mọi người nha. Mọi người có dịp mà đi Huế thì ghé đây tham quan. Nói chung từ cái bờ thành này, người ta thiết kế giống như là bên phim Tây Du Ký mọi người nha. Đó, toàn bộ là hoa sen này, rất là đẹp. Đường đi xuống này. À, mình sẽ đi tiếp. Hôm nay là do dịch Covid á, nên ở chùa người ta không cho mình lên tham, mình chỉ tham ở tượng Phật thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp đò để đi thuyền á, để đi qua cái cầu chụp hình rồi mình về. Rất tuyệt vời. Không khí trong lành này, nói chung cảnh ở đây giống như là Đà Lạt luôn, mát mẻ. Bây giờ mình sẽ xuống lại thuyền. Nước trong veo luôn.
mình mẹ lại đấy. Nhìn bà đó kìa. Ừ, nó mở trong đó đó sinh nhật ăn bây giờ. Nó bán kìa. Ở đâu người ta ở đây họ dễ chân rồi. Mình sẽ kết thúc video tại đây. Đừng quên thứ hai like, subscribe, một trong những video.